Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Hảo Mộc Phụng Thiên của tác giả Nhĩ Nhã, giọng đọc Lãm, tập 4. Bôi thuốc xong, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên đi ra, đến tiền viện tham gia yến hội võ lâm quần hùng. Mộc Lăng vẫn phe phẩy quạt ngà cổ, lắc lư đi phía trước. Mắt đã thấy được tiền viện, bên tai cũng nghe được tiếng xôn xao từ bên trong. Này! Tần Vọng Thiên đột nhiên gọi Mộc Lăng. Mộc Lăng liếc nhìn hắn. Này cái gì mà này? Phải gọi là thiếu gia. Tần Vọng Thiên khinh khỉnh liếc mắt, hỏi. Ngươi cũng coi như là một tiếng tăm lừng lẫy, có thể có người nhận ra ngươi hay không? Chắc là không có đâu. Mộc Lăng sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút. Trừ phi hắn mời cả người của Hắc Vân Bảo, nếu không chắc là không có ai nhận ra đâu. Hắc Vân Bảo? Tần Vọng Thiên giật mình. Tư đồ cũng tới. Phi! Mộc Lăng bĩa môi. Chỉ một cái nhạc gia trại mà đòi mời tư đồ. Vả lại, tư đồ khẳng định là tinh trùng thượng não rồi, làm gì còn có thời gian mà quản ban vụ. Tư đồ tại Hắc Vân Bảo ắc xì một cái lớn. Tiểu Hoàng ở ngay bên cạnh hỏi. Làm sao vậy? Cảm lạnh rồi. Nó không chừng là cái tên Vương Bát Đản ăn no không có việc gì làm, đang mắng ta đó. Tư đồ dụi dụi mũi, xoay người, đè Tiểu Hoàng lại. Tiên Tiên, chúng ta tiếp tục đi nào. Mộc Lăng vừa mới dứt lời, cũng ắt xì một cái thật to. Tiên sinh thật sự vì khi nãy rơi xuống nước mà cảm lạnh rồi sao? Nhạc Tài Đình đi tới cửa, nghe tiếng Mộc Lăng ắt xì, trên mặt có chút lo lắng. Chắc là bệnh rồi, ta mời đại phu bắt mạch cho ngươi được không? Mộc Lăng dụi dụi mũi, cười hì hì nói. Không cần, không cần đâu, có lẽ có người đang mắng ta. Tiên sinh không nên xem nhẹ. Nhạc Tài Đình cười nói. Vừa vặn ta mời thiên hạ đệ nhất thần y Mộc Lăng của Hắc Vân Bảo đến, có thể xem bệnh cho tiên sinh. Mộc Lăng bị sặc nước bọt, không thể tin nổi, mở to hai mắt hỏi Nhạc Tài Đình. Ngươi mời ai đến? Là Mộc Lăng của Hắc Vân Bảo, Mộc thần y. Hắn còn đồng ý sẽ giúp khám nghiệm tử thi của gia phụ. Nhạc Tài Đình cười ha hả nói. Nương à! Mộc Lăng dậm chân chuẩn bị chửi đổng, Tần Vọng Thiên ở phía sau liền túm lấy hắn một cái. Mộc Lăng quay đầu lại, thấy Tần Vọng Thiên trừng hắn. Ngươi cẩn thận bị lộ. Mộc Lăng nghiến răng nghiến lợi, tam tự kinh chuẩn bị mắng ra, nuốt trở vào bụng. Vậy thiên hạ đệ nhất thần y sao? Ta nhất định phải chiêm ngưỡng một chút. Nhạc Tài Đình cũng không rõ tại sao Mộc Lăng lại đột nhiên nhe răng trợn mắt. Hình dạng thoạt nhìn, nói thế nào đây nhỉ, có một chút dữ tợn. Mời đến tiệc viện. Nói xong thì đi trước dẫn đường. Mộc Lăng xăng tay áo lên, đi theo sau Nhạc Tài Đình, chuẩn bị cùng tên giả mạo mình đánh một trận. Bị Tần Vọng Thiên kéo một cái. Đại cuộc làm trọng. Mộc Lăng nhíu mày một cái, một cước đá văng Tần Vọng Thiên. Cút ngay cái đại cuộc ấy đi, lão tử phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Nói xong căm giận đi ra. Tần Vọng Thiên nhìn dấu dài in rõ ràng ở trên vạt áo của mình, nghiến răng nghiến lợi. Họ Mộc kia, người chờ xem lão tử. Mọi người vào tiền viện, Nhạc Tài Đình xuất hiện khiến cho không ít người chú ý đến. Giang hồ quần hùng đều đứng lên hành lễ cùng chúc mừng hắn. Nhạc Tài Đình đáp lễ từng người, dáng vẻ rất chín chắn. Tần Vọng Thiên cười nhạt, ngụy quân tử. Mộc Lăng thì lại hung hăng quan sát xung quanh, muốn tìm cái tên giả mạo bại hoại. Thế nhưng ở đây đầy là người, làm sao biết ai là ai? Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh. Có người bên cạnh nhỏ giọng gọi Mộc Lăng. Mộc Lăng mắng thầm, tên bên cạnh gọi cái gì, phiền chết đi được. Vừa định xoay người đi nơi khác, liền cảm giác Tần Vọng Thiên túm lấy hắn, quay đầu lại hỏi. Chuyện gì? Tần Vọng Thiên nỗ lực ra dấu chỉ hắn nhìn sang bên cạnh. Có người gọi ngươi. Người hắn gọi là Lâm Tiên. Mộc Lăng còn chưa nói dứt lời, bị Tần Vọng Thiên hung hăng nắm một cái. Mộc Lăng hoảng hốt kêu lên, lúc này mới phản ứng lại. Mình chính là Lâm Bách Tuế. Xoay người lại, thấy một người trẻ tuổi, một thân y phục xanh thẳm, nhân mô cẩu dạng. Người là ai? Mộc Lăng hỏi. Thanh niên bị Mộc Lăng hỏi xong, đỏ mặt lên nói. Vừa rồi là ta lỗ mãng, Lâm tiên sinh đừng tức giận. Mộc Lăng chớp chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn Tần Vọng Thiên, nhưng hỏi tiểu tử này là ai. Tần Vọng Thiên quả thật là bị Mộc Lăng làm cho tức chết rồi, vội nói.
Nhạc công tử không cần đa lễ, thiếu gia nhà ta còn phải cảm tạ công tử đã xuống nước cứu hắn. À, Mộc Lăng đột nhiên nghĩ tới, đây không phải là Nhạc Tại Vân vừa giao thủ với Nhạc Tại Đình đó hay sao? Không dám, không dám. Nhạc Tại Vân gật đầu với Tần Vọng Thiên, say mặt nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng cầm cây quạt phẩy phẩy, quan sát Nhạc Tại Vân một chút, đảo trong mắt, trong lòng chợt nghĩ ra một kế, nói, thì ra là Nhạc công tử sao? Mộc Lăng nói xong thì ho khùng khục. Lâm tiên sinh bị bệnh thật rồi. Nhạc Tại Vân có chút lo lắng. Mộc Lăng gật đầu, yếu ớt nói, ta từ nhỏ đã có bệnh dữ, đại phu đều nói ta sống không tới 20 tuổi, cho nên phụ mẫu mới đặt cho ta cái tên như thế. Nhạc Tại Vân hít một hơi, thật sự rất điềm đạm đáng yêu. Mộc Lăng vừa nói vừa bắt chéo tay ra sau lưng, trong lòng niệm, mệnh xấu là Lâm Bắc Tế, lão tử thì phải sống đến 100 tuổi, không đúng, 99 tuổi. Vậy hiện tại Lâm tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi? Nhạc Tại Vân rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, hỏi tiếp. Mộc Lăng khoát khoát tay. Ta nhiều lần trải qua gian khổ, đi khắp nơi tầm dược, rốt cuộc sống được lâu hơn một chút. Thế nhưng cũng là ngày qua ngày lo lắng bệnh mệnh của mình còn bao lâu nữa. Tiên sinh thật khổ cực. Nhạc Tại Vân cũng vì Mộc Lăng mà khổ sở. Tần Vọng Thiên vừa nghe đã biết Mộc Lăng lại muốn chỉnh người, đồng cảm mà nhìn Nhạc Tại Vân. Đúng rồi. Mộc Lăng bắt đầu chuyển đề tài, cười hì hì với Nhạc Tại Vân. Nhạc công tử, nghe nói yến hội lần này có người mời thiên hạ đệ nhất thần y Mộc Lăng tới. Đúng vậy. Nhạc Tại Vân gật đầu. Nghe nói nhị ca mời tới để khám nghiệm tử thi cho phụ thân. Ồ, thật không? Thuận tiện nhờ hắn giúp ta xem bệnh được không? Mộc Lăng vừa hỏi vừa tìm người, nói thầm tên giả mạo đáng chết kia rốt cuộc đang ở nơi nào. Vừa mới hỏi xong, chợt nghe bên cạnh đột nhiên có người nói, đây là vinh hạnh của tại hạ. Mộc Lăng say mặt, liền thấy có một người cao hơn mình nửa cái đầu, một nam tử anh tuấn mặc y phục lam sắc đứng bên cạnh miệng cười. Mộc Lăng chớp chớp mắt mấy cái, chợt nghe Nhạc Tại Đình đi đến nói, Mộc thần y, ta giới thiệu với ngươi, vị này là Lâm Bách Tuế, Lâm tiên sinh, vị này là thiên hạ đệ nhất thần y Mộc Lăng. Mộc Lăng ngẩn mặt nhìn, ngây ngẩn cả người. Hắn trước kia cho rằng người làm chuyện giả danh người khác nhất định là thứ đinh ba tấc hèn mọn, khó nhìn cộng thêm rất là không có phẩm chất. Thế nhưng người trước mặt không chỉ thân hình cao lớn, anh tuấn bất phàm, khí khái nho nhã, cộng thêm phong cách ăn mặc hoa lệ, hơn nữa lời nói cử chỉ cũng bất phàm. Thế Mộc Lăng dương miệng phát ngốc. Mộc Lăng giả mỉm cười chỉ vào bàn bên cạnh nói, Lâm tiên sinh, đến đó ngồi xuống đi, tại hạ bắt mạch cho ngài. Nói xong liền dẫn đầu đi đến bên bàn. Mộc Lăng sừng sốt tại chỗ, cảm giác Tần Vọng Thiên ở phía sau vỗ hắn một cái, quay đầu lại. Cái gì? Tần Vọng Thiên đi đến, dùng âm thanh cực thấp nói, ta nghĩ ngươi tính toán đổi tên đi. Mộc Lăng híp mắt liếc nhìn hắn. Tại sao? Ngươi không cảm thấy sao? Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn Mộc Lăng giả đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. So với ngươi thì hắn còn giống Mộc Lăng hơn. Không tin, ngươi hỏi thử xem. Mộc Lăng tức giận nghiến răng. Có thù không báo, không phải là quân tử. Mộc Lăng trong bụng nghĩ 1.000 1.000 loại phương pháp để chỉnh chết người kia. Án hận đi qua, ngồi xuống đối diện Mộc Lăng giả, trừng mắt. Mộc Lăng giả cười ha ha hai tiếng, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói, Lâm hiền đệ, để tay lên, ta bắt mạch cho ngươi. Mộc Lăng ở trong lòng rầm rì niệm, ai là hiền đệ của ngươi chứ, ai lớn ai nhỏ còn chưa có biết đâu, nhưng vẫn vươn tay để lên mặt bàn. Mộc Lăng giả đưa tay bắt mạch, ba đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lại cổ tay của Mộc Lăng. Kỳ quái chính là hắn không đặt tay lên mạch của Mộc Lăng, mà chậm rãi đảo qua bàn tay, sau đó mới dừng lại trên mạch. Tuy rằng nhìn thoáng qua thì chỉ là một động tác lơ đãng, nhưng cảm giác được một tia mờ ám. Mộc Lăng thầm buồn bực, tên tiểu tử này ăn đậu hũ của ta. Mộc Lăng giả tham mạch một lúc, thu tay về nói, người bệnh rất nặng, sống không quá 1 năm. Chợt nghe mọi người xung quanh hít sâu một hơi, đương nhiên âm thanh lớn nhất vẫn là Mộc Lăng. Trầm mặc một hồi, Mộc Lăng nhảy dựng lên bàn. Phi phi phi, lúc ngươi chết, lão tử vẫn còn sống đó. Lão tử Trường Mạch Bách Tuế. Tần Vọng Thiên vô lực. Mộc Lăng tiểu tử này càng kích động càng làm bản tính biểu rõ ra.
Đương nhiên, phản ứng của Mộc Lăng một lần nữa dẫn tới việc người xung quanh hít một hơi. Mộc Lăng Dạ lại cười ha ha nói: "Ngươi cũng thật không tầm thường, thân mang bệnh còn hoạt bát như vậy, thật là khiến cho người ta yêu thương." Vì vậy, mọi người tiếp tục hít sâu, đây chính là trêu ghẹo trắng trợn nha. Mộc Lăng tức đến mặt mũi trắng bệch, nghĩ thầm: "Người này không hổ là mạo danh thế nhân, da mặt thật là dày. Bệnh của ngươi, lũ thần y mua danh chuột tiếng, không ai có biện pháp chữa khỏi." Mộc Lăng Dạ kề sát vào Mộc Lăng, nói: "Nhưng ta là có biện pháp nha." Mộc Lăng nheo nheo mắt, thiệt hay giả về trời. Mộc Lăng Dạ chắp tay sau người, đứng lên nói: "Nếu ta có thể trị khỏi bệnh của ngươi, vậy sẽ là thiên hạ đệ nhất thần y thật sự rồi, có đúng không?" Mộc Lăng bĩa môi, trong lòng nói: "Ngươi cứ khoác lác đi." "Còn có một chỗ, ta cho ngươi xem." Mộc Lăng Dạ nói với người xung quanh đang hiếu kỳ. Mọi người nghĩ Lâm huynh đệ thoạt nhìn phi thường khỏe mạnh, một chút cũng không giống bệnh nặng đúng không? Tất cả mọi người hiếu kỳ gật đầu nói: "Phải." "Thật ra ngay cả Lâm huynh đệ cũng không biết mấu chốt bệnh của hắn ở đâu, thế nhưng ta biết." Nói đến đây, Mộc Lăng Dạ đưa tay kéo Mộc Lăng chậm rãi tới gần, gần như là ôm hết Mộc Lăng vào trong lòng. Mọi người hít sâu liên tục. "Ngươi muốn làm gì?" Mộc Lăng thấp giọng hỏi Mộc Lăng Dạ đang tựa bên người. "Có mục đích gì?" Người nọ cười cười, hời hợt nói: "Ta mới là thiên hạ đệ nhất thần y chân chính." Nói xong, đưa tay sờ lên một nơi dưới sườn của Mộc Lăng khoảng 3 tấc. Mộc Lăng cảm giác được tay của hắn hướng tới dưới sườn, liền biết người này tuyệt đối không phải là tầm thường. Vì không thể xua tan độc khí trong cơ thể, cho nên hắn đã dùng nội lực đẩy độc tố đến vị trí đó, tạo thành một vết bớt đen nho nhỏ. Bởi vậy, không thể chạm vào nơi đó, đụng đến sẽ rất đau. Mộc Lăng trong nháy mắt đã hiểu được vì sao người kia trước tiên ôm rồi sau đó mới sờ. Bởi vì tư thế này, võ công dù có cao đến đâu đi nữa cũng không thể né tránh. Ngay khi sắp bị chạm đến, một cánh tay vung mạnh đến, chặn tay của Mộc Lăng Dạ lại. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Tần Vọng Thiên cầm lấy tay của Mộc Lăng Dạ, lôi Mộc Lăng từ trong lòng của hắn ra, hỏi: "Thiếu gia, người không sao chứ? Sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy?" Mộc Lăng thật vất vả tránh được một kiếp nạn, vỗ vỗ ngực, nghĩ thầm: "Thời điểm quan trọng, tiểu hài tử này cũng thật hữu dụng." Chậm chạp đứng lên, Mộc Lăng cười cười, khoát tay với Tần Vọng Thiên nói: "À, đó là bởi vì ta cũng phát hiện Mộc Lăng Mộc thần y cũng bị bệnh không nhẹ." Mấy người khách nhân hít sâu đến nỗi bắt đầu nấc cục. "Sao?" Mộc Lăng Dạ cười hỏi. "Xin hỏi Lâm huynh, ta có bệnh gì?" Mộc Lăng cười nhạt, nói: "Không bằng Mộc thần y, để ta bắt mạch cho ngươi đi." Mộc Lăng Dạ gật đầu, đưa tay cho Mộc Lăng: "Mời Lâm huynh xem." Mộc Lăng mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng ấn trên mạch của Mộc Lăng Dạ. Kỳ lạ là tay hắn vừa chạm đến tay của Mộc Lăng Dạ, Mộc Lăng Dạ đột nhiên lảo đảo, đặt mông ngồi xuống mặt đất, khó tin mở to hai mắt mà nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng Dạ vừa có chút phản ứng, Mộc Lăng đứng bên cạnh là thản nhiên nói một câu: "Đã nói ngươi có bệnh mà." Mộc Lăng Dạ ngồi xuống đất không dậy nổi. Mộc Lăng bĩa môi cười nhạt: "Ta thấy ngươi vốn dĩ không phải là thần y Mộc Lăng." Mộc Lăng Dạ biến sắc, lạnh lùng nói: "Làm sao ngươi biết?" Mộc Lăng mỉm cười: "Mộc Lăng không chỉ y thuật cao minh, còn anh tuấn tiêu sói, cộng thêm ngọc thụ lâm phong, nhất thụ lê hoa, áp hải đường, thần cơ diệu toán, y vũ bất phàm, thiên nhân chi tư nhân trung long phượng, trường mệnh bách tuế." Tần Vọng Thiên chịu không nổi nữa mà ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng buồn bực, ngừng khoe khoang, đổi giọng nói: "Quan trọng nhất là hắn có công phu rất cao, có thể đánh suốt 3 ngày 3 đêm với thiên hạ đệ nhất tư đồ. Còn ngươi, công phu quá kém, quá kém." "Ngươi!" Mộc Lăng Dạ mặt đỏ bừng, chật vật đứng lên. Không ngờ Nhạc Tại Đình đột nhiên sức thủ như chớp, đánh một chưởng về phía hắn. Mộc Lăng Dạ nghe chưởng phong ập tới bên tay, hơi chấn động, nhưng trốn đã không kịp rồi, bị một chưởng đánh trúng vai, lảo đảo ngã xuống. Nhạc Tại Đình cao mày cười nhạt: "Đúng thật là giả. Rốt cuộc ngươi là ai?" Nhạc Tại Vân lạnh lùng nhìn thần y giả, thiếu chút nữa thì đã thương Mộc Lăng hỏi. Mộc Lăng Dạ so so vai, đứng lên, không phục mà nói: "Không dám, tại hạ Đoan Mộc Viêm, họ Đoan Mộc."
Mộc Lan khẽ nhíu mày, nghĩ tới một vài thứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện đó cũng không liên quan gì đến mình, lại không muốn nhiều lời. Tục ngữ nói thật là đúng, Thiệu Quản nhàn sự, đa cận thanh thái. Nghĩ thông rồi, Mộc Lan giả bộ một bộ dáng ốm yếu nói, Vọng Vọng, đã ta ngồi xuống, vừa đói vừa mệt. Quần Hùng cũng phản ứng lại, dù sao cũng là Nhạc Tại Đình mời khách, có rắc rối gì cứ để gia chủ giải quyết. Nhao nhao trở về chỗ ngồi. Nhạc Tại Đình mời Mộc Lan cùng Tần Vọng Thiên đến bàn của gia chủ ngồi, phái người tống Đoan Mộc Viêm đi, nói ở đây không chào đón hắn. Đoan Mộc Viêm khi đi còn căm hận trừng Mộc Lan. Mộc Lan nhăn mặt nhìn hắn le lưỡi. Đợi Đoan Mộc Viêm đi rồi, Nhạc Tại Đình trở lại yến hội, rót một chén rượu, nói lời khách sáo với Quần Hùng. Đa tạ chư vị viếng thăm, cảm tạ từ trước tới nay, không ngại khó mà giúp đỡ Nhạc gia trại rất nhiều. Bụng của Mộc Lăng đã đói đến mức kêu ọc ọc rồi, vài lần muốn vươn tay lấy thức ăn đều bị Tần Vọng Thiên trừng cho rút trở lại. Mộc Lăng bĩu môi, trừng, lòng dạ hẹp hòi nhỏ mọn đều trừng ra hết rồi. Hả? Vất vả chịu đựng đến khi Nhạc Tại Đình thao thao bất tuyệt xong, tới câu mời nhập tiệc. Mộc Lăng so so bụng đói, vươn móng vuốt muốn vồ đồ ăn, chỉ có điều vừa đảo mắt nhìn bốn phía. Ngồi bên cạnh là Nhạc Tại Đình, đối diện là Nhạc Tại Vân. Bên cạnh là Tần Vọng Thiên và Nhạc Thu Linh, còn có vài gia tướng của Nhạc gia. Các gia tướng xem ra có người ủng hộ Nhạc Tại Đình, cũng có người ủng hộ Nhạc Tại Vân. Cả bàn, ai cũng mắt to, trần mắt nhỏ, không ai động đũa. Mộc Lăng nín không được nữa, nghĩ thầm, các ngươi không ăn thì ta ăn đây. Vươn tay gấp một con tôm lớn. Thả con tôm đã chín đỏ hồng vào chén, Mộc Lăng buông đũa, dùng tay lột vỏ tôm. Lột xong, cầm con tôm đã trần trụi ngửi ngửi, dương mắt nhìn xung quanh, dùng khuỷu tay chọc chọc Tần Vọng Thiên đang mất mặt ngồi bên cạnh. Vọng Vọng, lấy cho ta đĩa giấm đi. Người chung bàn đều nhìn chằm chằm vào Mộc Lăng. Tần Vọng Thiên không thể làm gì khác hơn là cầm cái đĩa giấm đưa cho Mộc Lăng. Mộc Lăng cầm đuôi tôm đưa đến đĩa giấm chấm chấm, bỏ vào miệng thử một cái, lắc lắc đầu nói, đầu bếp gì thế này, trong đĩa giấm sao lại không thêm mật? Cho mật vào giấm. Nhạc Tại Đình bên cạnh không hiểu, đây là cách ăn gì? Mộc Lăng khinh thường nhìn hắn nói, kiến thức nông cạn, nếu chỉ chấm giấm sẽ làm mất đi hương vị tươi của tôm. Không chỉ mật, còn phải cho thêm hành tỏi và gừng băm. Người bảo đầu bếp đem đến một muỗng mật, thêm một chút tỏi gừng băm nữa đi. Được. Nhạc Tại Đình gật đầu, phân phó đầu bếp đi chuẩn bị. Không bao lâu, hạ nhân đã bưng lên. Mộc Lăng cho mật vào đĩa giấm, lại cho thêm một ít tỏi gừng băm. Dùng đũa, khuấy khuấy, thỏa mãn gật đầu. Lại gấp con tôm, lột vỏ, chấm chấm, rồi nhét vào trong miệng. Ừ, Mộc Lăng nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi. Mỹ vị nha. Mọi người ngồi xem mới thấy là lạ, cũng học theo Mộc Lăng làm thử, quả nhiên hương vị rất là đặc biệt. Ăn vài con tôm lại muốn uống vài ngụm rượu, hương vị thật sự không tầm thường. Sau đó Mộc Lăng lại lấy một con cua lớn, gỡ mai xuống, gỡ gạch cua ra thả vào. Nhạc Tại Vân hiếu kỳ hỏi, Lâm tiên sinh, đây lại là cách ăn gì? Mộc Lăng cười hì hì, dùng muỗng múc một ít nước chấm, tưới lên bên trong mai cua, trộn trộn, múc một muỗng cho vào miệng. Mộc Lăng sung sướng chìm đắm trong mỹ thực, thật là hạnh phúc. Những người còn lại đều bị Mộc Lăng lây nhiễm, ăn theo cách của hắn, tất cả đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Lâm tiên sinh thật là uyên bác. Nhạc Tại Đình nhịn không được mà tán thán, ngay cả thức ăn cũng có nghiên cứu. Mộc Lăng khinh khỉnh nhìn, nói thầm, tan một bữa bảo là uyên bác, về tiểu hoàng là cái gì chứ? Cũng lười tranh luận với Nhạc Tại Đình, chăm chú ăn. Say mặt thấy Tần Vọng Thiên không có hứng thú gì với cá tôm, Mộc Lăng biết hẳn là Tần Vọng Thiên sợ ăn những thứ này, vết thương sẽ rất đau. Có lẽ trước đây hắn đã từng thử. Mộc Lăng mở một con cua cho Tần Vọng Thiên, cho vào một ít gừng băm, lại cho một ít nước chấm, tróc thịt ra trộn trộn, đưa vào tay của Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên đón lấy, chưa biết phải làm sao. Đã thấy Mộc Lăng cười hì hì với hắn, nói, như vậy là ăn được. Về phương diện y thuật, Tần Vọng Thiên rất tin tưởng Mộc Lăng. Hơn nữa cua này, chính tay của hắn làm cho, có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, đưa lên ăn. Từ lúc bị thương, Tần
Tần Vọng Thiên rất ít ăn hải sản, bởi vì cá tôm ăn vào sẽ phát sốt. Vết thương không phải đau thì ngứa. Tuy rằng Tần Vọng Thiên cũng không quá chú trọng ăn uống, nhưng món ngon, khó thấy, khiến hắn thật cao hứng. Mộc Lăng liếc mắt nhìn hắn, vươn móng vuốt bóng bẩy vỗ vỗ vai của Tần Vọng Thiên, gật đầu. Tiểu hài tử này, ăn đồ ăn ngon, liền cười tít mắt. Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân ngồi bên cạnh, đều hơi chút giật mình. Trong mắt bọn họ, Tần Vọng Thiên hoàn toàn chỉ là hạ nhân của Mộc Lăng. Lâm Bách Tế này, đối xử với hạ nhân thật là tốt. Nhạc gia huynh đệ cả đời có lẽ chưa từng nghĩ ăn uống cũng phức tạp như thế. Mộc Lăng quơ đũa thử hết một vòng bàn ăn. Cá này khi chiên dầu không có đủ nóng, bị biến dị rồi. Mộc Lăng gấp miếng sườn. Ừ, vẫn chưa chín kỹ. Ừ, xào xào không tệ. Vọng Vọng, ăn cái này nè. Mộc Lăng vừa ăn vừa trao đổi với Tần Vọng Thiên. Tất cả mọi người có chút buồn bực. Làm sao lại có người ăn một bữa cơm lại ồn ào như vậy chứ? Bọn họ không biết, Hắc Vân Bảo từ trước tới nay, một bữa cơm có vài trăm người ăn, bàn xếp từ trên núi cho tới xuống chân núi. Mộc Lăng có khi nào ăn một mình một bàn đâu, có thể không ồn ào sao? Qua ba tuần rượu, Nhạc Thu Linh hỏi Nhạc Tại Đình. Nhị ca, sao ngươi lại gặp Mộc Lăng giả kia? Nhạc Tại Đình lắc lắc đầu nói. Ta biết các ngươi rất nghi ngờ cái chết của phụ thân, vì vậy phái người cầm thiệp mời đến Hắc Vân Bảo mời Mộc Thần Y. Có lẽ là trên đường gặp chuyện gì đó, thiệp mời bị cướp đi. Đoàn Mộc Viên cầm thiệp mời tới, ta còn tưởng thật sự là Mộc Thần Y, trọng đại như khách quý, không ngờ lại là kẻ giả mạo. Nhạc Tại Vân cười lạnh một tiếng. Ngươi xác định là người khác mạo danh thế thân, không phải là ngay từ đầu đã có tính toán với hắn, muốn lừa gạt chúng ta. Mộc Lăng trong miệng ngậm đùi gà, chớp chớp mắt nhìn mấy cái, trong lòng nói. Nhạc Tại Đình này làm người khôn khéo, nói năng cẩn thận. Nhạc Tại Vân thì trẻ tuổi khí thịnh. Nếu như luận trí, Nhạc Tại Vân còn thua Nhạc Tại Đình vài bậc. Vân thiếu gia, ngươi nói như vậy không phải là muốn vu oan cho Đình thiếu gia hay sao? Lão gia trước khi lâm chung, chính miệng nói đem vị trí trại chủ giao cho Đình thiếu gia, không ít huynh đệ nghe thấy. Trại chủ Nhạc gia, Thái Sơn Trại, Mạnh Khải Thái, dường như có chút bất mãn Nhạc Tại Dân. Mộc Lăng nhìn thoáng qua hắn, thân hình cao lớn, công phu không tồi, thẳng tính, dễ lợi dụng. Lão Thái, là ngươi nghe thấy, chúng ta không có nghe. Trại chủ Hành Sơn Trại ngắt lời Mạnh Khải Thái. Khi đó tình hình hỗn loạn, Thái Sơn Trại cùng Tung Sơn Trại các ngươi chen chúc ở phía trước. Hành Sơn Trại cùng Quả Sơn Trại chúng ta đều ở bên ngoài. Chưa nghe một chữ, đã nghe các ngươi ồn ào nói cái gì, tổng trại chủ truyền vị cho Đình thiếu gia rồi. Chờ đến lúc chúng ta đi vào, lão gia đã quy tiên. Họ Mạc kia, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ý ngươi là chúng ta hại chết lão gia sao? Tung Sơn trại chủ Tung Bách Vạn dường như tính tình rất nóng nảy, vỗ bàn đứng lên sống lên một tiếng. Tung đại ca, không nên kích động như vậy. Hoa Sơn trại chủ Tiễn Hoa liền hòa giải. Mạc nhị ca chỉ nói ra nghi vấn mà thôi, cũng không có ý gì khác. Chỉ là tranh cãi ở đây đã khiến cho khách nhân chú ý, chợt nghe từ một bàn truyền tới âm thanh lạnh lạnh. Từ lâu nghe nói Nhạc gia trại mọi sự hòa thuận, hôm nay được thấy đúng là sóng ngầm cuồn cuộn mãnh liệt. Mọi người xoay mặt nhìn xem, chỉ thấy một đại hòa thượng ngồi cách đó không xa. Hòa thượng này vóc người khôi ngô cao to, đầu trọc, mặc một bộ tăng bào màu xám, trên cổ đeo một chuỗi châu vàng, hạt nào cũng to như cái trứng gà. Mộc Lăng âm thầm nhíu mày. Đây không phải là Kim Châu Hòa Thượng Triệu Bất Đồng hay sao? Một tên Hòa Thượng phá giới có tiếng, thuộc một môn phái hạ tiện xấu xa trong giang hồ. Sẽ không phải là Nhạc Tại Đình mời tới đó chứ? Các hạ là Châu Kim Hòa Thượng Triệu Bất Đồng. Nhạc Tại Vân nhìn chằm chằm đại Hòa Thượng một hồi, nhìn không được hỏi. Hòa Thượng béo gật đầu, cười nhạt. Không sai, là ta. Loạn soạn một tiếng, Nhạc Tại Vân đập vỡ cái chén, trừng mắt quát Nhạc Tại Đình. Nhạc gia trại ta là danh môn chính phái, sao ngươi lại đi mời tà giáo bọn họ? Mộc Lăng vừa gặm đầu vịt vừa âm thầm tán thán, đại sắc quá đi. Nhạc Tại Đình biến sắc, bình tĩnh lại một chút mới âm thầm nói. Đại hòa thượng cũng không phải là do ta mời tới. Bất quá, Tại Vân, người đến đều là khách, sao có thể mở miệng bảo người ta như vậy? Tạp Phi,
Nhạc Tại Vân quay sang, tàn bạo Trần Hòa Thượng, cười nhạt. Hung tăng nhà ngươi, ta còn tìm không được ngươi. Trước đây ngươi ở Lạc Hà Thành, giết người cướp của. Là người giang hồ đều biết, hôm nay thiên hạ quần hùng tề tụ, ngươi còn dám mò tới. Giang hồ quần hùng đều phẫn nộ, đã có mấy người không áp chế được lửa giận, đứng lên nói. Ta đã sớm nghẹn trái rồi, còn tưởng thằng nhãi này là nhạc gia trại các ngươi mời đến, không ngờ là mặt dày tự tới. Đối mặt với một đám người hung hăng phê phán, Đại Hòa Thượng lại rất bình tĩnh. Hắn không chút hoang mang, bưng chén rượu uống vài ngụm, nói: thật sự là cười chết người đi được. Một đám ô hợp còn dám tự xưng cái gì là giang hồ quần hùng, ta thấy chẳng khác gì là giang hồ cẩu hùng. Lời nói ra, người đang ngồi đều bừng bừng lửa giận. Có mấy người tức đến mức hất đổ cả bàn. Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân đều đứng lên, đi qua chuẩn bị nói phải trái với hung tăng. Mộc Lăng vươn tay, bưng lên một đĩa điểm tâm tươi xốp, hắn thích ăn nhất lên. Còn bắt Tần Vọng Thiên giúp hắn bưng một tô ngó sen mật ong, miệng ngậm một con bầu câu nướng, lôi kéo Tần Mộc Lăng đứng lên thối lui ra bên ngoài. Làm gì? Tần Vọng Thiên không hiểu, thấp giọng hỏi Mộc Lăng. Mộc Lăng nuốt đồ ăn ở trong miệng xuống, nhỏ giọng nói với Tần Vọng Thiên. Đàn gấu đánh sói, tránh xa một chút, tránh xa một chút, đỡ phải liên lụy người vô tội. Hòa thượng này, công phu không tồi. Tần Vọng Thiên nói khẽ với Mộc Lăng. Mộc Lăng gặm cánh bầu câu gật đầu, nói: Nhạc Tại Đình cùng với Nhạc Tại Vân đều đánh không lợi hắn, không biết là ai mời đến. Này, Tần Vọng Thiên bỗng nhiên vỗ vỗ Mộc Lăng. Ta cũng muốn ăn. Vừa nói, vừa nhìn bầu câu trong tay của Mộc Lăng. Mộc Lăng chu môi, cầm một bên cánh bồ câu đưa qua. Tần Vọng Thiên cúi đầu cắn, thuận tiện ngậm luôn ngón tay của Mộc Lăng vào. Mộc Lăng kinh hãi, vội vàng rút ngón tay lại. Chợt nghe Tần Vọng Thiên cúi đầu ghé sát lỗ tai hắn nói: đêm nay ngươi đột nhiên không đáng ghét như trước nữa. Mộc Lăng nheo nheo mắt nói thầm: tiểu hài tử chết tiệt cũng đến chiếm tiện nghi ta. Suy nghĩ một chút, vươn bàn tay dính đầy dầu mỡ và nước bọt, bẹp một cái in lại một chưởng trước ngực của Tần Vọng Thiên. Nhìn thấy dấu tay bóng bẩy ở trên ngực, Tần Vọng Thiên nhếch miệng cười cười, đưa tô ngó sen mật ong trên tay cho Mộc Lăng. Ngươi cầm. Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi, ta cầm thì ta cầm, ra vẻ cái gì chứ? Vươn tay nhận lấy, hiện tại hai tay đều là đồ ăn, trong miệng còn đang ngậm bầu câu.